Bài ca Người lính, nhật ký Bùi Đức Liễn, giọng đọc Hải Yến, số 20. Ngày 24 tháng 11, đêm qua hành quân rời Co So về đây, Phum Tê Banh. Vị trí trú quân trống trải quá, chỗ ở thật là buồn. Căn nhà Tuyên Huấn ở, gió lộng bốn phương, rất lạnh. Chiều nay mình và Giới kiến thiết một chỗ nằm ngay dưới đất, trải rơm cũng thật tươm. Lúc này ngồi mà thấy ấm áp quá, thế là sướng lắm rồi. Ngày 3 tháng 12 năm 71, chiều qua, mình và Yến tạm biệt Co So, đạp xe lên tiểu đoàn mới công tác, tổ chức lễ đón nhận D279. Mình phải đi trước giúp họ trang hoàng tổ chức buổi họp mặt này, công việc khá khẩn trương bận rộn. Chiều qua, đạp xe suốt 5 giờ đồng hồ, mỏi ê ẩm. Sáng nay, mình bắt tay vào việc ngay. Ra nghiên cứu hội trường làm khẩu hiệu. Lần đầu tiên tiếp xúc với các đồng chí mới, song nói chung thái độ của họ thân mật vui vẻ, không có gì đáng phải phàn nàn lắm. Được anh chàng Lộc 30 tuổi mà còn mồ côi vợ, săn sóc tương đối tận tình chu đáo, cả anh 2 tháng nữa. Chập tối đến trường đặc công thăm anh Diệu, xong đến thăm một gia đình bọn mình ở cách đây 3 tháng. Mình cũng không ngờ tình cảm của gia đình và bà con cận đấy đối với mình và anh em trong ban lại sâu đậm thân thiết đến thế. Tuy vị trí này ban đóng quân có hơn chục ngày, bà con thấy mình đến chơi rất phấn khởi hồ hởi. Họ thăm hỏi ríu rít như người thân vừa đi xa về. Mình rất cảm động trước tình cảm chân thành cởi mở của gia đình, của bà con. Mình nói chuyện thăm hỏi bà con thân thiết, càng khiến bà con thêm vui, câu chuyện càng gắn bó đậm đà, tưởng không dứt ra được. Lúc mình sắp ra về, các gia đình lại đi chặt mía, nhất nhất bắt phải nhận làm quà, từ chối mãi không được. Mình cảm động nhận ở bà con tấm lòng thương yêu, đùm bọc chân thành như anh em một nhà. Trong những năm tháng hoạt động trên đất nước bạn, mối tình quân dân, tình cảm quốc tế trong sáng, đẹp đẽ, mãi mãi lưu lại trong tâm hồn tôi biết bao những câu chuyện xúc động. Rừng Tràm, 17 tháng 12. Đêm qua, ban luyện tập trong chương trình rèn luyện về chiến trường A rời khỏi nhà bằng lúc gần 18 giờ. Bắt đầu từ đây, Phó Chủ nhiệm Giang chủ động rèn cho bọn mình một bữa ra trò. Nào đi vượt đồng cỏ, bờ ruộng, nào lội nước bì bà bì bõm. Lúc thì ngài cho băng qua những cánh rừng tràm bát ngát mênh mông. Nhiều lúc các chú đỉa được những bữa no say. Chân mình có lúc gần chục thằng đua nhau hút máu. Eo ơi, dùng mình. Mình hoảng quá xá. Ấy là lớn rồi, đã đỡ nhiều rồi đấy. Chứ hồi nhỏ mình sợ đỉa còn hơn sợ ma cơ. Tuy hành quân gần chục tiếng đồng hồ, vất vả, nặng mà trời lại lạnh, song nhiều lúc bọn mình vẫn rất vui, cười đùa giả dích. Cười nhỏ thôi, chứ cũng phải sầm ngắt chứ. Nhộn nhất là giờ cuối, cụ Giang cho anh em lội trong rừng tràm. Đất nước sột sệt, lại gồ ghề lắt léo. Mình thấy cứ đi vòng và vòng vèo, có lúc như theo hình vòng tròn kiểu đèn cù, mình đã thấy bực. Xong cũng không nhịn được cười. Chà, cụ Tây cụ ấy cho vòng thế này thì 3 ngày cũng chưa hết lội. Rồi cả bọn, 5 thanh san, thằng nào thằng nấy mệt cả, mà cũng hết lần này ôm bụng, lại đến lần kia bịt miệng mà cười. Xong cuối cùng Phó Chủ nhiệm cũng cho dừng lại nơi triển khai trú quân, và bọn mình bắt đầu đào công sự luôn. Trời lạnh, xong đào đất người cũng ấm hẳn lên. Mình và Dậu chung một công sự, còn San và Năm trời tối nên Dậu phải bấm đèn cho mình làm. Quãng một tiếng sau thì căn bản xong, công sự sâu được gần mét thì gần một nửa mét là nước.
Thế là tốt đẹp rồi, mai có xảy ra tác chiến thì cũng vững tâm hơn. Xong xuôi, mình và Dậu chuẩn bị chỗ nằm, đất cũng nhớp nháp quá, phải lót lá chàm và trải ni lông lên. Chân tay lấm lem toàn đất, có tí nước thì toàn đỉa. Mình rửa qua loa tí chút, rồi mặc kệ, xỏ luôn quần vào cho ấm. Kể nom ra thì nhom nhem như đi bắt cá về. Sau đó, mình Dậu, San, Năm bỏ cốm dẹp, gia đình tổng lay cho, ăn rất ngon lành, thú vị. Ăn uống xong, mình và Dậu dựa lưng vào bồng choàng dù ngủ. Lúc đó đã gần 4 giờ sáng. Hôm nay trời nắng, nằm dưới những bụi tràm nhỏ thấp lè tè, không cao hơn đầu người, nên càng về trưa càng ngột ngạt. Tuy thế, thỉnh thoảng cũng có luồng gió thổi tới, nên cũng làm con người thêm sảng khoái, dễ chịu hơn. Mình bảo Dậu, thế này là hạnh phúc rồi. Nghĩ tới chiến trường với nhiều gian khổ hơn, bọn mình như được động viên và thấy bớt khổ đi nhiều. Cả ngày hôm nay bất động, ăn cơm nắm và uống nước bi đông, cũng khát quá. Song bốn thằng mới có hai bi đông lại uống suốt từ tối nên đành chịu vậy. Đêm nay về nhà uống bù cho đã. Ba hôm nay gợi cho mình những hồi tưởng về những kỷ niệm 6 năm tròn về trước, những ngày nghỉ phép trước khi đi chiến đấu. Chuyến tàu hỏa đặc biệt đã đưa mình và hàng trăm chàng trai Hà Nội về ga Hàng Cỏ. Đêm đó mãi mãi ghi đậm trong tâm trí mình. Hình ảnh sân ga Hàng Cỏ lúc ấy đã khiến tâm hồn mình trào lên niềm xúc động mãnh liệt sâu xa. Hơn 0 giờ ngày 16 tháng 12, hàng trăm chiến sĩ quân phục ba lô gọn gàng đổ xô ra cửa ga, xen lẫn những tiếng reo cười hoan hỉ, tràn đầy sung sướng tự hào sau bao ngày tháng xa cách, nay lại được trở về thủ đô thân yêu, trở về lần cuối trước khi đi xa để ngày mai bước vào cuộc vạn lý trường chinh tiêu diệt quân thù nơi phương Nam xa xôi. Giờ đây, hồi tưởng lại cái đêm ngày ấy, lòng tôi xiết bao bùi ngùi xúc động. Những chàng trai đêm ấy đã bao người ngã xuống. Biết bao chiến sĩ Hà Nội đã hy sinh vẻ vang, góp phần tô thắm truyền thống oanh liệt của trung đoàn, của quân đội, xây nên những chiến công huy hoàng cho Tổ quốc thân yêu. Ngày nay và ngày mai, trong ngày chiến thắng huy hoàng nhất của Tổ quốc Việt Nam và mãi mãi về sau, Tổ quốc đời đời nhớ ơn các đồng chí. Các đồng chí kính yêu, là một chiến sĩ của Hà Nội đêm ấy, tôi nghiêng mình tưởng nhớ và chào vĩnh biệt các đồng chí. 21 giờ 5 phút ngày 24 tháng 12. Mỗi năm đến giờ này, ngày tháng này là mình lại nhớ tới một kỷ niệm sâu sắc năm xưa, kỷ niệm đầy xúc động sâu xa mà suốt đời mình không thể quên được. Đấy là đêm 24 tháng 12 1965, trên sân ga Hàng Cỏ, Hà Nội, cũng vào giờ phút này, những giây phút bên mẹ, anh chị, các em, các bạn, trước lúc tạm chia ly bước qua cửa kiểm soát của tòa nhà chính khu ga lên tàu, những giây phút thiêng liêng bên những người thân yêu. Ôi nhớ, nhớ biết bao nhiêu, thế mà thấm thoát cũng đã vừa tròn 6 năm nhân 365 bằng 2190 ngày. Chiều 28 tháng 12, chiều nay sau lòng tôi thấy buồn tê tái. Nguyệt Hòa, người con gái mà tôi yêu, đã giã từ nơi đây. Cái bóng dáng nhỏ bé dịu dàng từ mấy ngày hôm nay trở nên gần gũi thân thiết với tôi, biết bao giờ gặp lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã đặt cả niềm tin và hy vọng vào một người con gái tôi yêu, mối tình đầu của tôi, mong rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Ngày 31 tháng 12 năm 71, ngày cuối cùng của năm 1971. Những ngày cuối cùng của năm 1971 đã ghi sâu trong ký ức của tôi, cũng là những ngày cuối cùng của tuổi 26. Tình yêu đã đến với tôi.
Ôi đẹp đẽ, thiêng liêng biết bao. Hòa, em thân yêu, chúng ta nguyện giữ gìn mối tình mãi mãi trong sáng, vững bền em nhé. Mấy hôm nay, gió mùa đông bắc tràn về vi vu, giá lạnh. Song lòng tôi lại là cả một mùa xuân chớm nở, ấm áp và xanh tươi. Mùa xuân đẹp lắm. 31 tháng 12 năm 1971, cũng ngày này cách đây vừa tròn 6 năm, 31 tháng 12 năm 1965, tôi cùng đồng đội, những người đồng chí thân yêu của tôi xuất phát rời khỏi một khu rừng thuộc tỉnh Vĩnh Phú, bắt đầu bước vào cuộc vạn lý trường chinh lịch sử của đất nước. Giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam. Ôi, bốn chữ thiêng liêng biết chừng nào. Chúng tôi, những chiến sĩ DKZ-75 và rộng hơn là những chiến sĩ của đoàn quân tiên phong, với những truyền thống vinh quang của kháng chiến chống Pháp, đã nối tiếp bước cha anh, trung thành với bốn chữ vàng chói lọi ấy. 6 năm trường trên tuyến lửa đánh Mỹ và thắng Mỹ, người trước ngã, người sau xông lên, vững vàng và tin tưởng. Chúng tôi đã không ngừng tô thắm thêm trang sử vàng rực rỡ của cha anh, từ Trường Sơn hùng vĩ đến Tây Nguyên bất khuất, từ miền Đông anh dũng đến Củ Chi đất thép, chiến khu Tam Giác sắt kiên cường, đồng bằng sông Cửu Long dậy sóng đồng khởi, cả trên đất nước bạn Campuchia anh em, với những chiến công làm rạng rỡ lòng người. C1 Tây Nguyên, đường 13 Phước Long, đồn Ông Cá Gia Định, lộ 22, 26 Tây Ninh, Mỹ An, Kiến Văn, miền Trung Nam Bộ, Công Bông, Cha Pét, Nét Lương, Campuchia. Đoàn quân tiên phong đã trưởng thành lớn mạnh, bước dài như sóng, bằng đôi chân đất thần kỳ, chúng tôi đi gần đến cực Nam của Tổ quốc. Giờ đây, đường cách mệnh mới đi một nửa, đất nước còn dày đặc bóng giặc xâm lăng, nơi nơi quân thù còn đang gây bao tang thương cho những người bà con ruột thịt, bao tang thương trên cả hai miền đất nước. Chúng tôi đang chiến thắng vẻ vang và giờ đây càng siết chặt thêm đội ngũ, vững vàng xốc tới, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để giành lấy những chiến thắng huy hoàng, trọn vẹn nhất. Riêng tôi, một chiến sĩ DKZ của đoàn quân tiên phong năm xưa, cũng trưởng thành theo sự trưởng thành của đoàn. Nhìn lại 6 năm bằng 2.190 ngày, tôi cũng tự hào, sung sướng lắm chứ. Tôi tự hào biết bao vì suốt 6 năm trường theo trung đoàn, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ dù là nhỏ xíu phản bội, đầu hàng. Chưa bao giờ có hành động gì xấu dù nhỏ làm tổn thương đến danh dự trung đoàn, danh dự quân đội, danh dự bản thân và gia đình. 6 năm trường với 2.190 ngày gian khổ và ác liệt, lúc nào tôi cũng kiên gan, vững vàng cùng đồng đội chia ngọt sẻ bùi, chịu đựng và đã vượt qua tất cả. Tất cả đều với ý nghĩ để chiến thắng quân thù, để cho ngày huy hoàng rực rỡ nhất của Tổ quốc 4.000 năm lịch sử, để cho ngày Bắc Nam sum họp, để cho ngày trở về gặp mẹ, gặp những người thân yêu, gặp lại quê hương của những ngày thơ ấu. Ôi lúc này tôi chợt nhớ đến câu thơ tuyệt đẹp của Nam Hà mà từ lâu tôi hằng ấp ủ trìu mến. Chúng con chiến đấu cho người sống mãi, Việt Nam ơi. Mẹ thân yêu muôn vàn của con, đã tròn 6 năm rồi con xa mẹ. Đã tròn 6 năm rồi mẹ mong mỏi gặp lại con mà chưa thành. Con hiểu lòng mẹ lắm. Song đất nước còn chiến tranh, còn quân giặc cướp nước và bán nước, con về làm sao được? Con phải cùng đồng đội của con bước tiếp, diệt cho hết chúng nó đã, mẹ nhé. Con chắc mẹ hiểu và vui lòng cho con.
cho những đứa con thân yêu của mẹ. Con kính thương mẹ vô vàn, mẹ ơi. Con đi đánh giặc 10 năm, chưa bằng khó nhọc đời bầm 60. Con ra tiền tuyến xa xôi, yêu bầm, yêu nước, cả đôi mẹ hiền. Mẹ thân yêu, đừng buồn nhiều mẹ nhé. Giặc tan con sẽ về bên mẹ, cho bỏ ngày xa cách mẹ ơi. Mẹ già tóc bạc da mồi, nơi quê hương cũng nghe thầm tiếng con. Scorso, 23 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 1972. Những trang nhật ký đầu tiên của năm 1972, năm mới trên quê hương chùa Tháp anh em. Năm 1971 đã mãi mãi đi vào quá khứ. Song năm 1971 với bao sự kiện đã làm tiền đề cho 1972, hứa hẹn những triển vọng tốt đẹp nhất, những triển vọng tương lai của 1972 và mãi mãi sau. Năm 1972 đã khiến cho lòng tôi rạo rực và càng rạo rực sung sướng hơn vì vừa nhận được thư của người yêu nơi phương xa. Xiết bao xúc động trước những tình cảm chân thành của em. Hòa, em thương yêu, nhớ em biết chừng nào. Đêm nay 16 âm lịch, trăng trong sáng vằng vặc, trăng tròn và đẹp quá. Dưới ánh trăng tuyệt diệu ấy, tôi đã đọc đi đọc lại lá thư tâm huyết của em. Em yêu dấu, em hãy nhớ mãi những lời hứa sắt son ấy nhé. Anh tin sâu sắc vào lòng thủy chung của em, và với anh cũng vậy. Anh nguyện mãi mãi xứng đáng với em. Dù cho sóng gió bão bùng, lòng em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn. Cầu mong anh được bình an, nước nhà thống nhất, vinh quang anh về. Nguyệt Hòa, em thương yêu. Mấy câu thơ trong sáng, em chép gửi anh với tất cả tâm hồn, tình cảm của mình. Mãi mãi, anh hằng nhớ ghi. Và em ơi, đó cũng chính là tấm lòng của anh đối với em. Em thân yêu, trên con đường đi tới chiến thắng còn biết bao gian lao thử thách. Song chúng ta nhất định sẽ vượt qua tất cả. Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà. Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Em thân yêu, anh chúc em một năm mới đầy nghị lực, can đảm, chiến thắng. Đêm nay, đến phiên gác của tiểu ban, mình đã hoàn thành chức trách. Và lúc này, ngồi kê cuốn sổ lên đùi dưới ánh đèn pin, ghi ít dòng nhật ký đầu tiên của năm mới 1972. Thôi, đi ngủ. Mùng 2 tháng 1 năm 1972, đến chiều nay công việc mới tạm ổn. Từ hôm hành quân về đây, họp hành lu bu, cắt vẽ suốt. Muốn dành thời gian ghi nhật ký cũng khó quá. Những ngày qua, bao cảm xúc, bao sự việc. Đại hội chi bộ kết thúc tốt đẹp. Song có điều đáng buồn là chi bộ không đạt 4 tốt vì vụ của anh T, vụ thiếu an toàn bên TC. Nhất là vụ của T, thật đau xót cho toàn chi bộ. Đã rõ ràng mà lại từ đầu năm 1970 tới nay, thời gian đó đủ dài để T suy nghĩ phấn đấu tiến bộ nhiều chứ. Song T đã đi ngược lại sự mong mỏi của tập thể, còn biện hộ nọ kia. Vụ của T cũng là bài học cho mình, cho mọi người. Đừng có làm gì tổn thương đến phẩm chất đạo đức của một người cộng sản, đến bản chất tốt đẹp của quân đội. Nghĩ đến T, mình thấy tội nghiệp và thương anh nhiều. Một con người đã hơn 10 tuổi đảng, tuổi quân, đã 35-36 tuổi đời, còn danh dự của anh, của vợ con, gia đình nơi quê hương. Mong anh nghĩ lại cho đúng đắn. Đảng vẫn sẵn sàng, dang rộng đôi cánh tay trìu mến, chờ đợi anh đấy. Giặc Mỹ lại liên tục đánh phá miền Bắc, nửa nước thân yêu. Mấy ngày qua, chúng cho máy bay oanh tạc liên tục khu 4. Quân dân các địa phương trên đã kiên cường anh dũng, trừng trị bọn ăn cướp ấy. Ngày nào máy bay giặc cũng bị hạ, nhiều tên giặc lái bị tóm cổ.
vui nhất là hôm kia, 31 tháng 12 năm 1971, ngày cuối năm, ta hạ liền 8 chiếc, bắt giặc lái, và mấy ngày trước đó bắt liền 4 tên, 2 tá, 2 úy. Trong những ngày này, nhiều tin đau thương mà giặc Mỹ đã gây nên đối với bao em bé, mẹ già, người bệnh. Từ miền Bắc xa xôi, qua làn sóng điện vọng về Nam, vọng đi khắp thế giới, đã gây xúc động và căm thù mãnh liệt trong chúng tôi, nhiều chiến sĩ giải phóng quân quê hương miền Bắc. Hôm đài truyền đi những tiếng nói thơ ngây, chứa chất mối căm thù sâu sắc của hai em gái khu 4, khiến tất cả chúng tôi trong tiểu ban đều khóc. Các em đang tung tăng vui chơi bên nhau, mẹ thân yêu của các em đang hàng ngày dịu dàng chăm sóc, dạy dỗ, an ủi các con. Cuộc sống đẹp lắm. Song giặc Mỹ như những con quỷ dữ khổng lồ bỗng lao tới, cướp đi của các em những người thân yêu nhất, phá tan đi dù chỉ chốc lát bầu trời và cuộc sống tươi đẹp của các em. Các chú bộ đội ơi, giết hết giặc Mỹ, trả thù cho mẹ cháu, cho em cháu. Các em, các cháu thân yêu, các chú bộ đội mãi mãi lắng sâu tiếng gọi thiết tha ấy. Các chú sẽ chiến đấu cho thật tốt hơn nữa. Các chú sẽ chiến đấu cho đến khi khắp trên dải đất chữ S thiêng liêng của dân tộc ta không còn bóng một tên giặc cướp nước và bán nước nữa. Một chuyện nhỏ. Hôm nọ, 29, sinh hoạt chi bộ về, nhớ tới Hòa, nhớ tới cái bóng dáng nhỏ nhắn dịu dàng, dễ xúc động, song lại bướng bỉnh của người yêu. Lòng tôi bỗng trào lên niềm thương cảm, nhớ nhung khôn xiết. Để anh em không biết niềm xúc cảm của mình, tôi chạy ra vườn kiếm ít củi. Song việc làm nhỏ ấy cũng không làm tôi nguôi đi được chút nào, nhớ thương và buồn. Tôi không nén được xúc động. Thơ thẩn ngắm cảnh hoàng hôn mãi, lúc về tưởng không ai biết, nào ngờ giới ta cứ nhìn mình chòng chọc. Sao mắt anh đỏ thế? Mình đành phải nói dối bạn rằng kéo cái rào tre, bụi nó vào đấy, không sao đâu. Mình tự cười thầm, thật là trẻ con quá. Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, ngũ lục sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua. Lần đầu tiên trong đời mình hiểu thấm thía câu thành ngữ cổ xưa của cha ông: sức mạnh của tình yêu. Trưa 31 tháng 12 năm 1971, mình và Năm đi thăm bé Phương ở Snai, gửi được lá thư cho Hòa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.